tủ hồ sơ sắt TU09 sơn tĩnh điện một khoang, hai cánh mở dùng chung một khóa, có ba đợt di động. Chất liệu sắt sơn tĩnh điện được biết đến có độ bền tốt chống trầy xước và không thấm nước, kết cấu chắc chắn, các góc cạnh của tủ vuông vức tạo nét đẹp cho sản phẩm. Tủ sắt đựng tài liệu TU09CK thiết kế khung sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Tủ hồ sơ sắt hòa phát TU09CK có một khoang duy nhất, bên trong có ba đợt di động có thể tháo rời. Tủ sắt Hòa Phát TU09CK sử dụng cánh kính dạng mở có khung sắt đã bao gồm kính, bên ngoài sử dụng khóa chìa